thu âm quảng cáo, thu âm phát loa, giá cực hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Sở hữu hai chiếc VinFast V7, chủ xe chia sẻ, lái tuyệt vời, an toàn, từng được cứu 3 lần nhờ ADS. Qua 35 năm cầm lái, trải nghiệm đủ các dòng xe xăng dầu khác nhau, anh Trần Thái Long ở Vũng Tàu cuối cùng bị thuyết phục bởi xe điện và sắm liền hai chiếc VinFast V7 cho gia đình. Lái hay như nghệ sĩ, an toàn trên mọi cung đường. Lần đầu ngồi trên ghế lái từ năm 1989, sau 35 năm, anh Trần Thái Long ở Vũng Tàu đã trải nghiệm qua rất nhiều dòng xe chạy xăng và dầu khác nhau. Tuy nhiên, chiếc xe để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất với anh Long lại là chiếc xe điện VinFast V7. Anh Long phải thốt lên quá tuyệt vời khi nói về trải nghiệm lái của chiếc VinFast V7. Theo anh, chiếc V7 có độ phản hồi cực kỳ chính xác khi cầm lái, có thể dễ dàng chuyển làn, bứt tốc một cách uyển chuyển, giống như họa sĩ vẽ tranh trên đường. Anh Long cho rằng các xe xăng dầu cùng phân khúc hay tầm giá không thể cho trải nghiệm lái thú vị như vậy. Bất kể trời nắng hay mưa, thì cầm lái chiếc V7 vẫn cho cảm giác rất tự tin, anh Long nhấn mạnh. Anh Long kể, anh đã sắm liền lúc hai chiếc V7, trong đó có một chiếc phiên bản Hỏa Long độc bản. Cả hai đều được trang bị động cơ điện mạnh tới mức 349 mã lực, mô men xoắn 500 Nm, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Nhờ sức mạnh ngang ngửa những chiếc xe thể thao hiệu suất cao và gần như không có độ trễ tăng tốc, chiếc V7 có thể dễ dàng bứt tốc. Sự tự tin khi cầm lái V7 còn đến từ công nghệ an toàn. Theo anh Long, chiếc V7 đã cứu vợ anh 3 lần trong các tình huống giao thông bất ngờ nhờ công nghệ ADAS. Anh đánh giá công nghệ trên V7 rất hiện đại, có cả những tính năng vượt trội so với các dòng xe Mỹ hay châu Âu cùng phân khúc như hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng hay cảnh báo lệch làn đường. Dùng xe điện thuận tiện, có thể sạc ở mọi nơi. Một chiếc V7 của anh Long đã lăn bánh hơn 10.000 km, chiếc còn lại có số công tơ mét hơn 14.000 km chỉ sau khoảng hơn 3 tháng. Với tần suất sử dụng xe nhiều như vậy, anh Long khẳng định chi phí sử dụng, bảo dưỡng V7 chỉ bằng 1/3 khi so sánh với xe xăng dầu. Nuôi cả hai chiếc V7 mà nhàn tênh, có chính sách miễn phí sạc nên xe giờ cứ như chỉ cần chạy bằng mỗi nước rửa kính. Cả hai chiếc xe mình đều mua kèm pin nên hàng tháng chẳng tốn thêm đồng nào. Anh Long ví von vui về chi phí sử dụng V7. Chiếc V7 của anh Long được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ phía chính phủ nên có giá lăn bánh hấp dẫn so với xe xăng dầu cùng tầm giá. Đặc biệt, khách hàng mua xe V7 từ nay đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2024 còn có nhận được ưu đãi là loạt ưu đãi lớn, có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá gần 173 triệu đồng. Hiện tại, cả hai chiếc V7 của anh Long đều được sạc miễn phí tại các trạm sạc Vigreen cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2025. Dù có 35 năm quen với việc đổ xăng dầu cho xe, anh Long cho biết đổi sang sử dụng xe điện nhưng anh vẫn thấy rất thuận tiện. Xe có thể sạc ở nhà, sạc tại trạm sạc một cách linh hoạt. Hệ thống trạm sạc được bố trí ở rất nhiều nơi. Bên cạnh đó, với mô hình trạm sạc toàn dân, những chủ xe điện VinFast như anh Long còn có thêm nhiều lựa chọn sạc cho xe nữa. Theo đó, trạm sạc do Vigreen đầu tư xây dựng sẽ có thêm đối tác là các bãi gửi xe, cửa hàng xăng dầu, siêu thị, quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, cho tới các hộ gia đình có đủ điều kiện mặt bằng lắp trạm sạc. Mô hình này không chỉ giúp tạo điều kiện sạc thuận lợi cho chủ xe mà còn chia sẻ doanh thu cho cả các đối tác. Về dịch vụ sau bán hàng, chủ xe điện VinFast cũng ngày càng yên tâm, đặc biệt là với cam kết cung cấp linh kiện phụ tùng hậu mãi trong tối đa 24 giờ, điều chưa từng có với các hãng xe trên thị trường. Hệ thống xưởng dịch vụ ngày càng rộng khắp cũng giúp những vị khách như anh Long thuận tiện hơn khi có nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa. Từ báo tin tức, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.